Rồi vỗ xuống đây. Ok. Hy vọng cho nó trơn mới làm mới được. Dạ. Đây này, vỗ xuống đây. Đó. Này Nguyên Nhịn anh hay lắm, chuyện đau lưng rất là hay luôn. Chuyện chúc à, chuyện về Phúc à. Con chị về xuống. Mua cái về để chưa hả? Lăn chỗ đau thôi chứ không, đẩy chỗ đau thôi chứ không có gì trơn. Các bạn đã thay nghiên cứu lại cái dụng cụ. Nghiên cứu dụng cụ, các bạn nghiên cứu dụng cụ thôi. Cái này chị nhiều rồi. Mới chế nhưng mà chị rất là hay. Nhiều người, con cô đã đau tôi cũng 6 năm mà đau đây nè. Con thầy say quay nó video đó. À con quay, à quay à, con đó. Mấy con cõi video thay thủi đi. Rồi rồi coi thử kiểm tra lại. Rồi kiểm tra lại. Được rồi. Mà kiểm tra. Vâng, khỏi 80% rồi. Dạ. Được 80%. Cúi được rồi. Đấy, đi vào đây vẫn còn đang cù lưng ạ, gù lưng còng lưng ạ. Con đi vào đây vẫn qua còng lưng mà, con đi từ dưới nhà đây vẫn còng lưng. Em ở đâu đến đấy? Em à. Vâng, từ Hà Nội đến ạ. Ở Hà Nội. Bản thân gì? Mình tên là Nguyễn Phi Hùng. À, năm nay 43 tuổi. Rồi, thế nào? Đau ở chỗ cơ vùng cơ lưng này 17 năm rồi. 17 năm rồi, hôm nay đến thầy đợi. Đây thầy. Tức là nãy thầy có hỏi em Hùng này này có hay uống nước đá không? Thì em đâu giờ uống cả 15 đến 20 cốc mỗi ngày ấy. Vâng. Còn ăn đá nữa. Thế thì trong sách ẩm thực dưỡng sinh thầy có nói rồi. Thường xuyên nói đó mà ai mình thường xuyên nói luôn, hay dặn học trò. Thường xuyên uống nước cà với ăn cam đi là cam chanh đậu chua. Tiếng lũ nước đá ta hại, thì viết bài nước đá là ta hại lắm rồi, coi lại ẩm thực dưỡng sinh của thầy, nhà sách có bán đó. Thì ít người biết tai hại của nước đá đâu. Từ nước đá rồi kế là cam chanh đồ chua, bị theo tây thì người ta cho ăn đồ chua rồi cam chanh thì nó có vitamin C đó. Tại xưa uống lâu lâu uống lần được nhưng mà uống mỗi ngày uống nhiều là không được. Có người uống mỗi ngày 2-3 trái cam á, trái chanh thì thường bị vậy. Nhưng mới ra biết tại người ta tin tây nói rằng uống cam chanh có vitamin C nhiều thì chống lão hóa rồi này kia đó, bệnh tịnh mạch thì tất nhiên là uống vừa thôi, lâu lâu uống lần chứ uống cái gì mà mỗi ngày uống nhiều như nước đá thì tai hại vô cùng, nhớ nha. Vâng ạ, con cảm ơn thầy, sức khỏe.